来乐透半天，快乐半天，开心顷刻即送回头便知，随便笑过快乐笑笑，踏进家里一秒开始，能回家就让心花开遍，在你两边，与你每天，家中那些温暖，从来都不倦，全力去做你的完全，让你出发好每一天。Cô mày tốt thiệt mà. Chị chắc đâu. Ừ. Cô thiệt. Ê, nè, mọi người coi gì vậy? Anh Ivan mở cuộc cá độ kêu mọi người đoán xem may thư ký mới của bà ba là người ra sao. Hả? Vậy mà cũng chơi được hả? May là một người tốt, ai hỏi gì cũng ok hết đó. Chị David xưa nay coi người rất chính xác nha. Tôi không thấy vậy. Thường ngày cô ta hay cười, tôi thấy chắc cổ là người khẩu Phật tâm xạ. Đâu phải, Rebecca, có phải cô nghĩ nhiều rồi không? Ừ. Cô với cổ khác bộ phận mà, người ta có cần phải giả đò trước mặt cô không? Không phải đâu, ngày mà cổ phỏng vấn giày của mình, cổ cũng cởi ra cho bà ba luôn. Chỉ thấy chiêu này thì biết người con gái như cổ không đơn giản. Ừ. Thì đó, tới được đây để phỏng vấn đương nhiên sẽ chuẩn bị hết. Biết người đó là bà mới cố ý tới giúp. Có thể là người ta tốt bụng thiệt, muốn giúp đỡ thôi mà. Nhưng mà giúp người giúp đến nỗi giày của mình cũng cởi luôn thì hơi kỳ đó. Mà nhìn người của cổ thì không giống như người có tâm địa xấu. Thì đó, sao lại có tâm địa xấu chứ? Không lẽ cổ có thể biết trước giày của bà ba sẽ bị hư sao? Nè, có khi nào đôi giày hư cũng liên quan tới cổ không vậy? Cũng có thể lắm. Người ta chỉ làm thư ký thôi, có gặp phải âm mưu thủ đoạn như vậy không? Thì đó, lần trước thấy chị Quân không có đeo khẩu trang liền hỏi bà có đủ khẩu trang dùng hay không. Nhìn cô đẹp như vậy là biết cô là người lương thiện rồi. Anh đã nói trúng trọng tâm rồi, đàn ông thấy gái đẹp thì mất đi sức phán đoán. Nên bây giờ đối mặt với cô ha, sức phán đoán hoàn toàn chính xác. Xin lỗi nha. Làm sao? Thật ra bữa phỏng vấn tôi cũng có mặt ở đó. Men thật sự phù hợp với yêu cầu của bà ba, cho nên bà ba tuyển cổ cũng là hợp lý, nên chưa chắc liên quan tới chiếc giày. Chúng ta đừng cãi nữa. Làm thử trắc nghiệm này đi. Cô không sao chứ? Gót giày của tôi á, chết rồi, lát nữa tôi phải đi gặp khách hàng nữa. Cởi đi. Cô từng tới tầm bảo đồ nên nhất định sẽ nhận ra Anita. Vậy thì càng không cởi, Anita đâu phải là cấp cao đâu. Cô mang giày số mấy? 37. Mày. Dạ bà ba. Bà ba, tôi có chuyện gì? Cô cũng ở đây hả? Không có gì, tôi muốn trả lại đôi giày cho cô. Nhưng mà hôm nay nhớ rồi, giật trả cho chủ cũ. Cảm ơn bà ba. Hôm qua tôi muốn tới Bách Quá Quỳ Long đi dạo một vòng, cô kiểm tra giùm tôi lịch trình nha. Dạ được. Giày này của tôi mới đi có một lần, cô lấy đi đi. Bà ba. Vậy là chưa có kết luận. Hả hồi phân giải. Hết rồi hả? Vậy đi thôi. Thôi đi. Trời ơi. Rõ ràng thấy rõ ánh mắt của cổ không muốn giúp mà. Người ta là ma là quỷ cũng đâu có sao, cô đâu cần kêu người ta làm việc đâu. Trời ơi, điện thoại của tôi lại không có sóng nữa rồi. Không phải lần trước cô đi đổi nhà mạng khác sao? Đổi gì chứ? Gói cước đó mở chung với tên đê tiện kia. Cho dù đền tiền bỏ gói cước cũng phải hai người cùng đi ký tên mới được. Vậy công việc đi Nhật cũng có về một ngày mà. Ảnh không có kiếm cô hả? Không có, đừng có nhắc nữa, ảnh hưởng tới tâm trạng. Gọi đồ ăn đi. Quá, sao kỳ vậy? Được tiền rồi sao không có tiền ra vậy nè? Không phải chứ, giờ này mới không có sống là sao? Chị Marie, có gì giúp được cho chị không? Được, vậy làm phiền anh khi nào biết được thì gọi tới số điện thoại này cho tôi nha. Ok, cảm ơn. Xong xuôi rồi, anh ta nói là phải đến tổng công ty hỏi rõ ràng rồi gọi lại. Thì là xin lỗi, bắt cô phải ở lại đợi chung với tôi. Không sao, tôi đâu có chuyện gì gấp đâu. Cô muốn uống gì? Nước cam nha. Tôi đâu có bị bệnh, cũng đâu phải người già. Cô không cần đối xử với tôi như người tàn tật vậy đâu. Xin lỗi nha, bạn của tôi cũng thường nói tôi như vậy. Cũng không cần phải xin lỗi đâu, tôi cũng có nhờ cô giúp mà. Nếu không tôi đã đập bể cái máy ATM đó rồi. Phải là tôi mời cô uống mới đúng. Để tôi đi mua. Ê nè nè, cô lại nữa rồi. Có phải mấy người đi du học nước ngoài về đều như vậy hết không hả? Sao cô biết tôi từ nước ngoài về? Tôi có coi qua CV của cô. Tôi thấy cô đã từng học trường múa ba lê đó. Sao cô không đi dạy múa ba lê mà tới đây làm thư ký? Tôi đã từng múa. Tôi múa
ở vũ đoàn Houston mấy năm rồi, sau đó ở Nutcracker vào vai Clara, nhưng không ngờ trước giờ diễn tôi bị thương ở chân, sau đó không múa lại được nữa. Vậy thì tiếc thiệt đó. Không có đâu, những năm tôi được múa rất vui vẻ nên tôi xem như đã thực hiện được ước mơ của tôi. Cô giỏi thiệt, nếu đổi lại là tôi thì tôi buồn muốn chết luôn. Vì tôi tin ông trời sẽ có sắp xếp, thì ở thời điểm thích hợp thì sẽ sắp xếp con đường thích hợp. Cũng giống như điện thoại của tôi bị mất sóng, vừa đúng lúc tôi gặp phải cô có thể giúp đỡ tôi. Hay là tôi mua đồ uống cho cô? Tôi sợ cô rồi, nước cam không cần ông hút. Được. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Còn buổi sáng cái gì chứ, sắp ăn cơm trưa rồi. Gì chứ, mới đổi thẻ đeo mới nha. Đẹp không? Đẹp lắm. Cái này tôi thấy rẻ nên mua cả đống cho mọi người luôn nè. Cái này tôi sẽ tặng cho người khác, còn lại thì tự chọn đi. Hey, cảm ơn chị Mary. Cảm ơn. Đúng rồi, hôm qua có người thấy cô và thư ký của bà ba ở Pizza Tân Quy uống nước đó. Cô thân với cổ khi nào vậy? Chỉ là tình cờ gặp cổ, cô cho tôi mượn điện thoại thôi. Có phải cổ muốn ai vua cô không? Có cần phải vậy không? Tôi chỉ là nhân viên bé nhỏ, có cần phải làm vậy không? Khoan đã, con cũng có phần phỏng vấn nó mà, có khi nào cũng xem con là cấp cao không? Không phải chứ. Ai cũng nói cô biết cách sống, biết làm người lắm. Nè nè nè, hai người, người ta mới vào công ty thôi, có thể đừng nói xấu người ta như vậy có được hay không đây? Đúng rồi, thật ra May đối xử với mọi người đều tốt như vậy hết mà. Còn đẹp gái nữa, hẹn chi hai người nhìn cổ chầm chầm tới như vậy. Thật ra cổ chỉ là tốt bụng cho tôi mượn điện thoại mà thôi. Cổ ngồi chờ với tôi đợi người ta trả lời nữa. Tôi thấy con người cổ cũng đơn giản và chân thật lắm. Nè, buổi tối đừng có nhắc Phi, buổi sáng đừng nhắc May. Mày. Xin chào, chị Mary. Mày. Chào. Sao lại là cô đưa hồ sơ qua? Sẵn đường đem qua thôi. Sẵn đường? Làm ơn đi quy túc mình. Phần báo giá đó tôi kêu anh in mà. Thì máy in của mình bị hư rồi. Vì đúng lúc tôi gặp May, May nó có thể in giúp mình được mà. In giúp mình hả? Tôi kêu anh làm việc, anh kêu người khác làm cũng không sao, còn kêu người ta đưa xuống đây cho anh luôn. À không phải. Hèn chi quy túc mình thường nói May tốt bụng. Không phải vậy đâu, là tôi nói anh giùm được mà. Tôi thấy tiện đường nên đem xuống thôi. May à, lần sau cô mặc kệ con sâu lười này đi. Chỉ còn thiếu là sai người làm việc thôi. Thật sự không liên quan tới ảnh, không làm phiền mọi người nữa. Tôi về trước, bye bye. Bye bye. Hey, nè, cô lại giả làm người tốt nữa kìa. Không thể nói vậy được, Quy Túc Minh là nhân viên cấp thấp nhất ở đây mà. Cô cũng giúp đỡ cho nó, chắc là không được tỉnh táo rồi. Nhưng mà ngay cả Quy Túc Minh vậy mà cô cũng giúp nữa, chắc là cô thật lòng rồi đó. Mà là có nguyên nhân khác thì sao? Gì nữa chứ? Thì là có ý gì đó với tôi đó. Anh thì thôi đi. Trời ơi, nằm mơ còn hơi sớm đó. Cô đã quên thẻ nhân viên ở đây, tôi đem trả lại cô. Không sao, anh muốn photo như thế nào? Tôi muốn photo 8 bộ, in màu 2 mặt cho tôi. Đóng bìa cứng, để chúng hợp phải sử dụng. Không cần gấp nhưng mà phải nhanh cho tôi nha. Ok. Cảm ơn cô nha, cô May. Anh thật sự không cần khách sáo đâu Andy. Anh to gan thiệt, hả? Dám kêu thư ký của bà ba làm những chuyện như vậy hả? Anh không biết xài máy photo này có cần tôi dạy cho anh không? Vậy thì không cần. Đứng lại đó, lấy luôn hồ sơ của anh rồi mới đi. Phần báo cáo này chiều nay phải sử dụng, tôi in xong nói anh biết nha. Tôi lúc nào cũng nói May tốt hết mà. Tôi mời cô uống nước nha. Cảm ơn. Sao cô lại giúp hắn chứ? Cũng là thuận tiện thôi mà. Cô kiếm tôi có chuyện gì? Cô để quên thẻ nhân viên nè. À, cảm ơn. Không cần khách sáo, lần sau cô cứ mặc kệ Andy đi. Ảnh thích sai người khác làm việc lắm. Với lại ảnh hay xài máy photo của công ty in đồ cá nhân của ảnh. Sao mà không biết xài máy photo được? Đều là đồng nghiệp, giúp đỡ lẫn nhau thôi mà. À, cô thực sự quá tốt đi. Không nói nữa, tôi làm việc đây. Được, bye bye. Bye bye. May. Dạ, bà ba. Andy chậm chạp đó, đã làm xong phần báo cáo chưa? Cuộc họp phải dùng đó. Chắc là chưa photo xong, nhưng còn có thời gian. Không sao, anh Quy mới mua trang sức cho tôi, xem có hợp với tôi không. Dạ được. Nhanh lên. Nè, nghe nói quản lý Trần của Plaza Quy Long nhận được thư cảnh cáo, có chuyện gì vậy hả? Bà ba nói là ảnh không chuẩn bị cho buổi họp gì hết. Tôi nghe nói có thể là bị May hãm hại đó. Sao như vậy được chứ? Cô mới tới thôi mà. Chỉ lại cô cũng đâu biết quản lý Trần đâu. Sao cô lại làm chuyện như vậy? Thì đó, có thể chỉ là hiểu lầm thôi. Người của May nghe nói tốt lắm đó. Nè, cô hỏi Mary đi, cô rõ nhất á. Tôi cũng không rõ nữa. Hả? Cô không phải nói là cô đơn giản lắm sao? Vậy thật ra tôi cũng quen được cô ta không bao lâu, cũng không dám chắc lắm. À, mọi người có nghe qua loại nước dưỡng da do Hồng Kông sản xuất, tên là... Cô cần gì? Làm ơn ly cà phê. Dạ được.
Ở đây nói là công dụng làm trắng và hết sạm. Để tôi coi. Trời, đúng là sản phẩm nhái. Không biết sản xuất ở vùng quê nào nữa. Có đáng tin không đây? Tôi nghe nói đang có một công ty đang mua bản quyền. Tới lúc đó nếu như bán cho Hàn Quốc rồi, lúc đó thì không chỉ có vài trăm đô nữa. Nếu như mọi người muốn mua thì nhanh lên nhanh lên. Nhanh gì nữa, giờ đã trễ rồi. Người ta nói mỗi ngày đều có người dành hàng hết. Với lại chỉ bán ở tiệm thôi, không bán online, không đặt trước nữa. Số lượng mỗi ngày đều có hạn hết. Hả? Chỉ có Phấn Lạnh có một tiệm thôi, xa vậy sao mà mua? Có phải mọi người muốn mua nước dưỡng da do Hồng Kông sản xuất không? Hả? Đúng rồi, cô cũng biết hả? Hồi xưa tôi ở trong làng đó, tôi cũng thử qua nước dưỡng da đó rồi, có hiệu quả lắm. Nghe cô nói vậy có nghĩa là cô quen những người ở đó, có thể mua giùm tôi một chai không? Được, để tôi hỏi giúp cô. Sẵn cô đi mua giùm tôi luôn đi. Được, còn có ai muốn mua nữa không? Tôi muốn mua một chai. Được. Hai chai có được không? Được. Vậy tôi cũng lấy một chai. Dạ. Wow, sao làng công nghiệp Phấn Lãnh xa như vậy? Lái xe cũng phải cả tiếng đồng hồ mới tới. Cũng may là hôm nay tôi không có hẹn đó. Nếu không thì phải đích thân chú Căn chở cô đi rồi. Sao? Cũng tại vì khách đó, trước khi tan ca lại kêu người ta tới chỗ hẻo lánh như vậy để lấy mẫu thực phẩm. Là sao chứ? Mấy? Cảm ơn anh. Được hay sao? Cô cũng hay quá đi. Một mình cô lấy nhiều hàng như vậy, trong đó là cái gì sao nặng quá vậy hả? Cái đó là nước dưỡng da, cực khổ lắm mới mua được nhiều như vậy đó. Mấy túi đó cũng là nước dưỡng da Hồng Kông sản xuất hả? Tụi tôi có lấy nhiều vậy sao? Ngoài mấy cô ra, còn có những đồng nghiệp khác nhờ tôi mua nữa. À, rất nhiều đồng nghiệp trong tầm bảo đồ của cô cũng nhờ tôi mua nữa. Sao cô đi lấy trễ quá vậy? Không phải nói sáng sớm đi xếp hàng sao? Xếp hàng một người chỉ mua được hai chai thôi. Ngoài ra, tôi xếp xong rồi xếp nữa. Tôi còn nhờ dân làng xếp giùm tôi. Sau đó tôi nhờ người dân mua lại với giá cao. Hả? Vậy một mình cô xách theo cái bịch này ra khỏi làng đó hả? Tôi đâu có sức như vậy. Tôi mua chiếc xe đẩy ở tiệm tạp hóa đầu làng để đẩy ra. Ai dè đẩy tới nửa đường thì xe đó bị hư. Nên tôi vừa lê vừa kéo mới ra tới đường lớn. Cũng may là gặp được hai người đó. Đúng rồi. Hôm bữa mọi người họp, Andy có bị bà ba chửi không? Xém chút nữa anh bị chửi đó. Cũng may anh cũng may mắn kiếm tôi photo giùm ảnh. Tại sao nói vậy? Thì ra phần báo cáo của ảnh đưa là của năm ngoái. Nên tôi photo giùm ảnh thì thấy được ngày tháng. Nên tôi lập tức kiếm ảnh in lại của năm nay. Thì ra là vậy hả? Sao cô lại hỏi vậy? Không có gì. Phải rồi. Trước đây tôi có mua thẻ đeo này hợp với cô lắm. Tặng cho cô nè. Cảm ơn. Đẹp quá. Cảm ơn cô. Chà, mọi người coi nè. Chai nước dưỡng da do Hồng Kông sản xuất trang mạng bán tới 500 mấy một chai. Wow, tôi còn kêu May đặt giùm tôi một chai không nữa. Biết cô lấy mình bao nhiêu tiền một chai nữa. Tôi lại chuẩn bị tâm lý sẽ bị nâng giá, nhưng mà 500 mấy một chai thì hơi mắc đó. Hey, nếu mà giá mắc quá thì thôi trả hàng đây. Tôi biết. Mọi người nhờ người ta mua đồ, người ta mua về rồi lại nói không lấy. Quá đáng lắm nha. Hello, nước dưỡng da tới rồi đây. Lúc khiên về sợ bị cướp hết trời luôn. Đây đều là nước dưỡng da do Tầm Bảo Đồ đặt nè. Chị David nói đặt hai chai. Cảm ơn. Cô cũng chưa nói bao nhiêu tiền một chai. Đúng rồi, cô cực khổ lấy về như vậy. Phải tính lại phí vận chuyển đó nha. Thật sự tôi không biết tính. Có một số tôi tự mua, một số nhờ người khác mua. Có một số người khác mua với giá cao nên cũng lộn xộn lắm. Đừng nói là cô muốn nâng giá lên đó nghe. Không đâu. Nếu khó tính như vậy thì tính mỗi người 120 đô một chai thôi. Mọi người vui vẻ là được rồi. 120 đô một chai? Vậy tôi lấy một chai. Cảm ơn nha May. Được. Anh thật sự muốn đưa 120 hả? Tôi thì có đặt một chai, nhưng tôi chỉ còn có 101 và chút nữa tôi đi lấy tiền đưa cho nghe. Được rồi. Vậy đương nhiên là lấy tiền rồi mới mua đồ rồi. Hả? Mọi người làm ơn đi. Người ta một người con gái tới một nơi hẻo lánh để lấy nước dưỡng da về cho mọi người. Mọi người có đành lòng để cổ bị lỗ không? Thì đó. Thật sự tôi không sao đâu. Nhưng tôi có sao đó. Nè, không tính giá vốn, chỉ riêng là kêu người ta mua giùm lấy về cũng nên trả 100 rồi. Mỗi người một chai 250, đặt rồi không được trả hàng. Trả tiền ngay. Cảm ơn. Nè nè, tôi hai chai 500 đô khỏi thôi. Ê nè nè nè,
Cô cũng thay đổi nhanh quá ha. Lúc thì nói người ta đơn giản, lúc thì nói người ta không có nói qua, giờ lại giúp người ta ra mặt như vậy. Nè, tôi thật sự chính mắt thấy cổ tận tình đi giúp mọi người lấy hàng mà. Tôi cũng không có cách nào khác, không tin cổ không thật lòng. Vậy 200 mấy có thuê thử được một người cũng đáng thôi. Nhưng mà cô mắc hơn phải mất 500. Không sao, không sao đâu. Trời ơi, sao chị Mary lâu vậy cũng chưa tới. Hai. 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 May, mọi người biết rồi chứ? Xin chào. Có làm phiền mọi người không? Không đâu, thêm một người sẽ vui hơn mà. Ngồi đi, ngồi đi. Lần trước cảm ơn cô, nếu không phải Mary nói ra, cũng không biết là cô mua nước dưỡng da cực khổ như vậy. Mọi người hợp là được rồi, mọi người đều dùng hợp lắm. À, lần sau có thể mua giùm tụi tôi. Đương nhiên là được rồi. Nè, hiếm khi chúng ta đông người như vậy, lát chúng ta đi ăn một chầu ngon đi. À, xin lỗi, lát có hẹn với Tiểu Huyên. Tôi phải nấu canh trong lông lớn uống. Tuấn Hòa mua vé xem phim tối nay. Tôi cũng không rảnh. Không cần hỏi, chú đã hẹn cô rồi. Hai người chúng tôi đi ăn tối, xin lỗi nha. Tự kiếm niềm vui đi. Cũng không phải lần đầu tiên. Ai cũng trọng sắc khinh bạn hết. Cũng không phải đâu, mọi người ở lại đây tới giây phút cuối cùng mới về mà. Alo. Cảm ơn, bye bye. Nếu như cô có hẹn, cô có thể về trước. Dạo gần đây tôi cũng quen xong hơi một mình rồi. Điện thoại quảng cáo thôi. Chị Maria, thật ra tôi ngưỡng mộ chị lắm. Chị có nhiều bạn bè như vậy. Cô đối xử tốt với mọi người như vậy, cô cũng nhiều bạn bè mà. Ở Mỹ thì tôi có. Mới về đây có 3 tháng à. Nên ở Hồng Kông chưa có bạn bè. Vậy chơi chung với tụi tôi đi. Miệng của mấy người đó nhiều khi là có hơi tệ, nhưng mà họ đều là người tốt hết. Được đó, cảm ơn cô. Chị Mary, tôi nghe đồng nghiệp nói thật ra cô cũng có bạn trai. Sao anh không hẹn cô vậy? Hai người giận nhau rồi hả? Cũng được coi là như vậy. Xin lỗi, có phải tôi hơi nhiều chuyện không? Không sao, trước đi cãi nhau nhưng mà sau khi cãi xong lại đi công tác, cho tới giờ cũng chưa về nên vẫn chưa gặp nữa. Tôi tin anh sẽ mau chóng quay về dỗ lại cô mà, tại vì cô tốt bụng quá. Còn cô gặp bồ chưa? Chưa, nhưng mà trùng hợp lắm, gần đây tôi gặp lại mối tình đầu của tôi. Tôi rất tin vào duyên số, tôi nghĩ là duyên của chúng tôi chưa hết. Không phải chứ, cô lớn như vậy mới gặp bồ một lần hả? Không phải, nhưng tôi nghĩ đây là dư âm của mối tình đầu. Tôi kiếm không được một người tốt hơn ảnh. Vậy sao lúc đó lại chia tay? Tại vì tôi phải qua Mỹ du học đó. Hiểu rồi. Vậy là chia tay trong hòa bình, nên muốn quay lại cũng không khó lắm. Không biết bây giờ anh có bạn gái chưa ha? Chưa kết hôn thì được rồi. Chỉ cần chưa kết hôn thì vẫn còn cơ hội lựa chọn. Cô phải chủ động hành động, xóa bỏ hết tất cả chướng ngại, dần hạnh phúc của mình tự giành lấy đi. Được thôi, tôi nghe theo cô. Phần ăn sáng của mọi người sắp ăn xong mà phần tôi vẫn còn chưa tới. Hào đã vào bếp hối giùm cô rồi. Ngay cả phần ăn sáng mà cũng không thích tôi. Ngày mai Cung Diệp từ Nhật Bản về, cô có đi đón ảnh không? Không đi. Ảnh còn chưa chịu xin lỗi tôi mà. Ảnh đương nhiên muốn tôi đón ảnh rồi. Xong rồi, ăn no hết rồi. Tôi có hẹn với khách có cuộc họp qua điện thoại. Đợi tôi đi trước nha. Chúng tôi cũng có cuộc họp ha. Chúng tôi đi trước nha. Chị Ma, chúng tôi cũng bận việc luôn rồi. Tôi nha, tôi tự làm được rồi. Có phải không? Hào ơi, trứng ở đây của cậu có phải đợi con gà nó đẻ rồi mới chiên không vậy? Chị Mary, trứng thì hết rồi. Dĩa này cũng không có thiếu được đâu. Từng. Cua tuyết hả? Tôi đâu có gọi. Sáng nay mới từ Hokkaido chuyển về đó. Sao hả? Hả? Có ai ăn sáng lại ăn cua không? Có chứ. Thì bây giờ có em đó. Anh đã nói với David em xin nghỉ một tiếng rồi. Em có thể ở đây từ từ ăn cua. Con cua lớn như vậy, một mình em ăn sao hết? Anh quên mất chuyện này chứ. Anh có bị bệnh không? Chụp lấy người ta ngủ. Mai cua này nhiều gạch lắm. Ăn cái này trước đi. Hôm nay anh khỏi đi làm hả? Đương nhiên có chứ. Anh qua Nhật hơn cả tuần lễ. Tuy nửa chừng có về qua một ngày, nhưng mà bây giờ là chính thức về luôn, nên phải bắt đầu cuộc họp marathon rồi. Nói tới phải họp, anh chợt nhớ để quên hồ sơ trong xe rồi. Anh lấy quay lại nhanh thôi. Em ăn trước đi hả? Được thôi. Sao mà ngớ ngẩn quá vậy? Không lấy chìa khóa sao lấy được hồ sơ chứ? Hào ơi, giúp tôi đẩy lại con cua này trước đi. Cảm ơn.
Ừ, biết rồi bà ba. Lấy quần áo trong xe cô tới tiệm giặt ủi giặt. Dạ biết rồi bà ba. Ok, bye bye. Sao đúng lúc vậy? Chờ, đúng lúc vậy. Có phải anh vì chuyện lúc trước giận tôi không? Hả? Tôi thấy lần trước hình như anh không muốn nói chuyện với tôi lắm. Ờ, thì lần trước tôi phải đi gấp ra sân bay. Chính thức hoan nghênh cô gia nhập vào tập đoàn Tiếp Long. Vậy thì tốt quá rồi. Hay là hẹn bữa nào mình đi ăn cơm đi. Tối nay anh có rảnh không? Ờ, tôi nghĩ là không được rồi. Tôi mới đi công tác về, có nhiều chuyện cần phải làm lắm, bận lắm. Để lần sau đi, hẹn lần sau ha. Thật ra mấy lâu nay không gặp, tôi cũng muốn gặp lại anh lắm. Không ngờ chúng ta có duyên như vậy, cùng làm chung một công ty. Nhưng mà trùng hợp lắm, gần đây tôi gặp lại mối tình đầu của tôi. Tôi rất tin vào duyên số. Tôi nghĩ là duyên của chúng tôi chưa hết. May, giới thiệu cho cô biết bạn trai của tôi, Cung Diệp. Chị Marie, thì ra Cung Diệp là bạn trai của cô à. Cô nên nói cho tôi biết sớm. Tôi đang cần đến tiệm giặt ủi. Tôi cần lấy quần áo đến tiệm giặt ủi. Tôi không làm phiền hai người nữa, xin lỗi nha. Hồn Nhược Thủy, cô làm gì vậy? What am I left to do?